và We... yeah, mọi người biết khi mà cái bước sự mới này đó nó làm cho nhiều cái lộn xộn lắm. Mọi người không phải là riêng bị như vậy đâu, có rất là nhiều người đang bị lộn xộn chuyện này. Đây là của đài, họ sẽ nói chuyện với bốn người bác sĩ nổi tiếng trên Hoa Kỳ, Đã báo cho chúng ta biết gì chuyện này. The two main hai cái câu hỏi mà trong đầu óc của mọi người muốn hỏi hiện tại ngay bây giờ thuốc ngừa này nó có an toàn hay không và có giúp đỡ cho chúng ta hay không để bắt đầu nói về cái chuyện mà an toàn trước nha đại hỏi ông doctor nói về cái booster shot này nó có nguy hiểm hay không vậy và ông bác sĩ trả lời nó không có nguy hiểm. Evidence, on its on... Có phải là ngay bây giờ về science có đầy đủ để check về cái này coi coi có tốt hay không hay như thế nào is... và có được an toàn hay không? 100 safe. Và bà doctor bà trả lời 100% thuốc ngừa booster shot là được an toàn. Ở khác, Monica cũng nói cho biết là thuốc ngừa booster shot này là được an toàn. Đa số cho tất cả mọi người. Và đây là tất cả những người doctor nói cho biết là họ đồng ý là chích thuốc ngừa booster shot ngay bây giờ thì không có bị phản ứng gì mà về sức khỏe nặng hết. A question... Và đây là cái câu thứ nhì mà rất là nhiều người hỏi về chuyện này. Và cái túc ngừa của booster shot này nó có giúp đỡ thật sự hay không? When does that là đòi hỏi khi nào mà chúng ta đây đã chích hai lần thuốc ngựa của vaccine rồi đó, thì khi nào mà nó giảm xuống mút xuống dưới thì phải cần chích thêm như thế nào. Giống như chích lúc đầu rồi thì nó giúp đỡ cho chúng ta à, trong sức khỏe. Six to eight Sau khi đó thì khoảng chừng từ 6 cho tới 8 tháng. Later. And that affects principally và nó sẽ giảm bớt một chút xíu nhưng mà đây là ảnh hưởng rất là nhiều cho những người lớn tuổi thôi và có nhiều nước ở chỗ khác thì họ đã cho chích thuốc ngừa booster shot cho những ai mà trên 12 tuổi rồi và đây là những người bác sĩ họ coi nghiên cứu về những cái người mà trên 65 tuổi đã chích thuốc ngừa bước thứ ba đó. Và đây là nếu mà chích thuốc ngừa cái thứ ba rồi, thì có lẽ là 11 lần không có dễ bị nhiễm COVID-19. Và cũng hai chục lần không có dễ bị bệnh gì nặng hết chân đó. Và theo ông bác sĩ Daniel, ông nói cho biết về những cái người mà bị nhiễm bệnh nặng, bị cao, đó là những người trên 65 tuổi. Và cũng cộng thêm những người đang bị bệnh nặng cho nên phải cần chích. Và chích vô như vậy đó, cái thứ ba thì có thể giúp đỡ cho chúng ta thêm về những cái nhiễm bệnh gì nặng kế tiếp. Và còn những người mà dưới 60 tuổi thì sao? Và ngay bây giờ chưa có biết rõ ràng về những người trẻ tuổi. Và cũng chưa có coi kỹ là coi cái thuốc booster shot này có cần thiết hay không cho những người trẻ tuổi. There's not as much evidence for younger people, but it's believed their immunity is holding up better. Và yeah, không có tất cả chứng minh, nhưng mà hiện tại bây giờ nhìn thấy những người trẻ chích thuốc ngừa rồi thì nó giúp đỡ cho họ nhiều hơn những người già. People, over, những người bác sĩ y tá ở đây, giới tỷ muốn nói với những người trẻ trên Hoa Kỳ đó, thì nói cái gì? they're very well protected at this point. Hiện tại cái bây giờ chích thuốc ngừa hai lần đó thì thuốc ngừa đó đang giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều, bảo vệ rất là nhiều. Về cái những người trẻ đó đã chích thuốc ngừa rồi hai lần đó, thuốc ngừa đó đang bảo vệ cho mọi người rất là mạnh. với tỷ như một người 55 tuổi thì sao? Người đó nhìn xung quanh thì thấy nhiều người bị nhiễm bệnh lắm. Go the, Và người đó sẽ nói tôi sẽ ráng đi để mà kiếm cách để chích thuốc ngược cái thứ ba. That, um, not... Và bà bác sĩ bà nói với tỷ những người đó mà làm vậy thì nó không có bị nguy hiểm cho lắm và just... yeah, không có làm cho người đó bị bệnh gì cả. Và But... yeah, chích cho họ thì chích xong rồi có lẽ là cái thuốc ngừa booster shot đó thì nó không có giúp đỡ cho những người đó cho lắm. Đó là những người 55 tuổi trở xuống. Và no. yeah, hiện tại tất cả những người bác sĩ nói là À, không có đáng để đi chích cái bước sót với tỷ như mình không phải trong cái tuổi và yeah, không có thuốc ngừa nào mà giúp đỡ hoàn toàn chân like to và to really yeah, ông bác sĩ ông nói chúng tôi đây không có muốn đưa thuốc cho những cái người mà không có cần thuốc